À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Thì có lẽ đây là chắc là phải rất là lâu rồi. Từ ngày bán hàng đến giờ cũng 7-8 năm rồi. Nhưng mà có lẽ đây là trường hợp đầu tiên mà bên em gặp nha. Đấy, thì buổi sáng ngày hôm nay thì cũng rất là sớm rồi. Chắc tầm 7 rưỡi thì bác gọi điện. Bác ấy cũng gọi điện khỏi cặp dây High End Audio Exotic và hai cặp dây tín hiệu ONC của Nhật. Đấy. Thì bác kia cũng chốt rất là ok. Thì bác bảo thứ buổi sáng sớm chốt thì cứ cộng cả vào rồi là bớt cho bác cái 1 triệu. Thì em cũng rất là ok thôi, và cũng chẳng bắt đấy bác cọc. Tại vì mình nghĩ là cũng ở Sài Gòn thôi, cũng ở quận 10, bác ấy ở quận 12 thì em ở quận 10 đấy, thì cũng không có loại là xa lắm. Thì em đi giao qua đấy, thì bác ấy chốt đấy, một cặp dây loa và hai cặp dây tín hiệu đấy, trước khi đi đấy, rơi khoảng tầm 9 giờ kém thì bên em bắt đầu đi. Thì em có gọi điện cho bác ấy, bảo ok cứ giao qua đi, anh đang ở nhà. Đấy. Thì em cũng qua cái khu Đông Hưng Thuận gì á, ở quận 12, cũng gần đi qua chắc cũng phải mất gần 1 tiếng đấy. Đấy, thì qua đến nơi đến lúc gọi điện cho bác ấy. Đấy, thì gọi điện cho bác ấy bảo là thôi Huy Cường ạ, giờ anh không ở nhà rồi. Đấy, anh lại đi công tác đột xuất, thực sự là không còn gì để nói với bác ấy nữa. Đấy, nên là có lẽ đây là lần cuối cùng em giao hàng ở quận 12. Thực sự em đi ra ở quận 12 cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng rất là khó. Tại vì khách ở đấy thì người ta toàn kiểu gì không mà các bạn. Thực sự là giao hàng cũng phải được 3-4 lần, nhưng mà chưa một lần làm giao thành công ở quận 12. Còn riêng ở trong cái Sài Gòn này thì em khẳng định với các bác là không có khách nào gọi là kiểu đặt hàng đấy, gọi điện chốt này nọ rồi mà người ta không mua đâu các bác. Đó. Thì đây bây giờ em thanh lý luôn cho các bác đây. Thì đấy, trước mặt các bác đây chính là cái cặp dây loa High-End Audio Exotic. Và đây bác ấy, đây, vừa cầm về đây các bác, hai cặp dây tín hiệu. Cặp này thì nó là dòng High-End rồi, thì chất lượng hiệu quả âm thanh thì cũng không cần phải nói quá nhiều về những cái dòng dây tín hiệu như thế này nữa. Thì bây giờ em sẽ quay qua cho các bác để bác là chưa biết đến sản phẩm này. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác luôn đây, cái cặp dây tín hiệu của nó, cặp này của nó đây. Cặp này hôm nay em phối ghép cùng với cặp dây loa Exotic kia được nghe rất là hay nha các bác. Đấy. Đấy. Các bác nhìn này. Odyssey. Đó, mã sản phẩm của nó đây. Này các bác nhìn thấy chưa? Đó, FTVS910. Đó, dây của nó này. Đó. Đó, cấu tạo của nó là 5 lớp Prut. Đó, Silver Gold. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, hàng của nó là hàng made in Japan. Các bác nhìn là hàng made in Japan, hàng chính hãng của Nhật. Thì cái cặp này thì giá mà cặp này nha, nếu mà giá mà công ty người ta đang bán bây giờ nó rơi khoảng chừng 15.800.000 đấy, một bộ dây tín hiệu Oishi Nhật này đấy. Thì bên em cặp này thì bên em vẫn đang bán các bác một mức giá rất là tốt nha. Giá bên em chiết khấu đi rồi thì nó chỉ còn rơi khoảng tầm 9 triệu đồng một cặp thôi đấy. Thì cặp này thì giá liêm yết công ty rồi đấy. Cặp này thì hôm nay em thanh lý cho các bác này. Đây có hai cặp nha. À, gặp cái ông khách này thôi thanh lý nhanh cho nó đỡ bị ám nha. Đó. Thì cặp này thì hôm nay nó dài 1 mét đây. Đấy, thì cặp này em thanh lý các bác nha. Đấy, em riêng cặp này thì nó là hàng chiết khấu của công ty rồi. Đấy, nên là cũng không có thể nào mà bớt được nhiều nha. Đấy, thì em thanh lý các bác, cặp này em bán cho các bác là 8.300.000 nha. Đấy, cặp này bây giờ chỉ còn 8.300.000, nó chỉ có duy nhất hai cặp thôi. Em thanh lý giá này là giá gần như giá gốc rồi. Đấy, dây của Nhật, hàng chính hãng. Đấy, đầu rắc của nó này. À, các bác để ý cái này cẩn thận nó tuột ra này. Đây. Cái này là cái phân biệt âm dương của nó thôi chứ nó cũng không có gì cả. Đấy. Nó bị tuột này. Đấy, các bác gắn lên đây này để về mình phân biệt cho nó này. Đó, một bên đỏ một bên trắng như này thì nó sẽ phân biệt âm dương cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Dây nguyên bản nguyên zin chính hãng, đầu rắc của nó là đầu rắc đúc nha các bác. Đấy, đó không phải đầu rắc khóa đâu. Đấy, nó đúc nguyên bản luôn này. Dây còn cực kỳ đẹp, mới 100% mà. Dài 1 mét, giá của nó chỉ còn 8.300.000. Thì còn cái cặp dây loa Exotic kia. Đấy, cặp này thì các bác đã biết rồi đấy. Em về được 3 cặp. Thì một cặp em bán ở ngoài Hà Nội và một cặp vừa rồi. Đó, thì hôm vừa rồi là em có ship ra ngoài bác khách ở Bắc Linh rồi. Bác đánh giá cặp này rất là hay, đánh tan loi cực kỳ là tuyệt vời nha. Tan loi về JBL, anh rất là hay. Thì em còn một cặp đây thì sáng nay đây, gặp đúng ông thần này. Đó, cặp này em thanh lý cho các bác nha. 13 triệu. Hôm nay em bán cho các bác giá gốc luôn cặp này nha. Giá gốc là 11.500.000. Đây là đúng giá em nhập vào là 11.500.000. Đấy, và hàng cặp này thì bên em vẫn đang về thêm hàng luôn. Vì hàng này thì em đang đặt độc quyền ở bên đó, em sẽ về được khoảng tầm chục cặp. Nên các bác yên tâm.
nha. Đó, đây em sẽ quay lại cho những bác nào chưa biết đến cái sản phẩm này nha. Ra dòng này em mới quay các bác cũng tương đối là nhiều rồi. Hai an audio acoustic dây cũng có lục lọc nhiễu rồi. Đây, dây thì nó sẽ có lọc nhiễu hai chiều, là đây là cục lọc nhiễu hai chiều này. Này. Bốn đầu dây thì nó sẽ gồm bốn cục lọc nhiễu như này đấy nha. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Acoustic speaker copper đầu rắc đây, dây của nó này. À, các bác nhìn thấy chưa? Lõi dây của nó đây. Lõi dòng này thì lõi là lõi này, lõi của nó là lõi 6.0 ly. Đầu rắc của nó giờ sử dụng hết đầu rắc carbon chống oxy hóa như thế này. Đó, các bác nhìn chưa? À, 8 đầu rắc là đầu rắc bắp chuối, còn bác nào mà không sử dụng đầu rắc bắp chuối thì báo em. Bên em sẽ tăng kèm cho tất cả các bác nhá. Đó. Cặp này mỗi vế nguyên bản 2.5m, bát tròn như xà banh luôn rồi các bác. À, tiếng mềm mại, bát đanh, gọn gàng, chi tiết cực kỳ là tròn tiếng. Riêng về cái dòng dây loa này nha. Đó, các bác nhìn chưa? Một cặp của nó đấy. Mỗi vế 2.5m. Chưa bao giờ em gặp cái trường hợp này luôn đó. Chắc là từ ngày em bán hàng đến giờ luôn các bạn. Vừa mất công đi vừa mệt mà vừa bực mình. Đấy. Rồi. Đấy thì đây là cái sáng sớm thì ông Thành đi cho bác hai cái mẫu sản phẩm này. Bác có nhu cầu thì cái alo em gửi hàng cho bác nhá. Thì đây là cái giá thanh lý rồi, nên các bác đừng có mặc cả dùm em nhá. Đấy. Rồi. Thì Huy Cường Audio cũng xin kính chào cho tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên Huy Cường Audio nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.